Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Xin chào các bạn, mình là Sammy Đào 3 tuổi rưỡi, còn bên cạnh mình đó chính là... Xin chào các bạn, mình là Sammy 3 tuổi rưỡi và mình là em của Sammy. Dù... Phòng mình bông đừng có gai góc nha, thấy ghê quá, nãy bắt
cái gì đó không? Nó có cái bí mật gì đó là sao? Không, à chị nói nhà chị là có bí mật là rất là xấu nha. Nhà có dễ trơn luôn á. Thuộc nghe luôn á. Trời ơi, tôi biết là tôi màu xám nhưng không có nghĩa là nhà tôi xấu nha. Buồn con chết là. Nhưng mà đối bạn nhà nào đẹp hơn đừng quên comment video cho hai tụi mình biết nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng chìa khóa mình mở cửa mình qua vòng mới. Rồi gì đó bây giờ em mở rồi cho em mở cửa đi. Đó cho em mở cửa đó. Đây tại vì đây là chìa khóa nhà em chứ mà chìa khóa nhà chị. Rồi để xem qua. Xíu ơi đánh bà này xíu được không? Trời ơi.
lùng, cái này quýnh cho nó lùng hơn nữa. Trời ơi, đây, trời ơi, còn chưa với bạn ơi, đây này, để tôi. Ôi, thôi, nhanh lên, ship ơi, đưa chị cái, chị ship là chị lắp nè. Thôi, đưa nhanh lên. Ui, đẹp, đẹp lắm, dụ bà vô lửa bé, dụ bà, dụ bà, dụ bà, dụ bà, dụ bà, dụ bà, dụ bà. Trời ơi, dễ gì, làm cho ta ngu mẹ, cái gì mà ta ngu mẹ ơi, con bé này. Chữ M dành cho con bé Simmy này là quýnh cho M mắt nè. Còn dành cho Sam mời mời nè. Thì ghê quá. Con bé tôi sao thường đánh tôi giỡn cái bà kia. Đây này, đây này, đây này. Đây này. Ơ mà có chết. Mời mời đánh rồi. Trời ơi trời, để cho hay lắp xong chữ là tôi bỏ cửa tôi đi luôn nha bà kia. Cái bà này đúng khó chịu luôn bạn. Này bờ rồi. Sammy và Simmy hoàn thành rồi. Ui, có gì khóa gì vậy Simmy? Ui, bà cái rồi bà kia. Ê Sim, bây giờ mình coi mình tán bà cái xong mình đi Sim ơi. Quá ăn đi, qua đánh lần cuối Sim ơi. Đây, mình chuẩn bị nha, từ từ nha, từ từ nha. À, bà này, cái bà này, à, này, ê. Trời ơi, đi Sim ơi, quá đi, chạy. Lão phê, lão phê cái gì. Đứng lại coi. Đứng lại đi. Ôi, trời, ngon qua đây, ngon bà kia vô đây, ngon chui đây được không? Ui, ui, vô đây coi. Đi coi bà ạ. Cái con bé mèo Sim mập mập gì đó, đứng lại coi. Trời ơi, mập cái này. Dám kêu ta mập à. Rồi á, các bạn ơi, tụi mình đã vừa coi vàng tiểu học rồi nha. Trời ơi, cái vàng này nó tuy hơi khó một tí nhưng mà tụi mình vẫn qua được đúng không Sim? Tụi mình quá xuất sắc luôn kìa. Học sinh xuất sắc lắm bạn ơi. À, hình như Sam biết được á là các bạn sắp thi rồi đúng không? Nên mình và Simmy sẽ chúc các bạn thi có một mùa thi thật là tốt nha. Thật là được nhiều điểm 9 đến 10 nha bạn. Cố gắng nha, cố gắng được học thi thật giỏi nha. Để ba mẹ thương nhiều hơn nha bạn. Nhớ nha, cố học giỏi nha bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua tiếp theo. Anh nhớ đừng có ăn nhiều để mập như chị mèo Simmy nha. Trời ơi, vô duyên chết à. Thôi chị mình đi nha Sim. Chị mình nha. 1, 2, 3, let's go. Trời ơi, cuối cùng cũng trở lại cơ thể bình thường của mình mấy bạn ơi. Đây chính là mèo Simmy và Sammy giúp lỡ đây nè mọi người. Đây đó, cái skin hiện tại, cái cơ thể giao gì hiện tại tụi mình đang lớn nha mấy bạn. Nếu mấy bạn đang xem tụi mình hằng ngày đó, thấy chưa? Đó quá trời lớn luôn, để xem qua bên này qua Sim coi. Trời ơi, giờ lần này vẫn kiểu là nhìn nó kiểu nó vẫn đẹp đẹp ta. Nhìn nó chân dài ta. Sao tụi mình luôn dài Sim? Từ từ, bây giờ chị nghĩ nó không giống hình đại. Bây giờ tụi mình sẽ biến thành chân dài nha bạn. Chân hình này nó bị cao quá đúng không Sim? Bây giờ tụi mình sẽ kéo chân dài nha. Chuẩn bị kéo chân nè. 1, 2, 3, kéo chân dài. Hãy cha. Wow. Siêu mẫu mô là đừng có chụp ảnh cho tôi. Trời ơi, ngại chết rồi. Chạy thấy quá, một hồi bảo thấy mình ở trên tạp chí siêu mẫu. Đừng có nói nha, trời ơi. Trời ơi, chị em mình một phát ra chân dài biết sao không? Tại cái hình ảnh này nè, giống như tính ra tụi mình bình thường thôi. Tại vì cái hình ảnh này nó chân dài. Bây giờ tụi mình phải làm real life bạn ơi. Đó, thử thách 24 giờ cũng xin cái Minecraft. Mấy chân phải dài bạn ơi, đó. Trời ơi, thôi Sim ơi, đi vô nhanh đi. Cả bây giờ tụi mình đứng đây với bạn mình. Ôi trời ơi, mình nhiều quá. Đừng quên nó, trời ơi, đừng chụp ảnh. Đừng chụp ảnh với bạn ơi, vô tôi. Trời ơi, nhiều bạn chụp ảnh quá. Trời ơi, bạn ơi, tụi mình lớn rồi. Trời ơi, nhớ lớn quá bạn ơi. Đó, nhỏ chập nhựa nhoi nhoi giờ lớn lên nhớ quá. Trời ơi, chờ để xem coi. Ủa gì đây? Trời ơi. Ủa? Như em nhớ không nhầm, đây là cái chỗ đua xe mà. Ủa tức là mình lớn là mình phải đua xe hả? Trời ơi, sao nó dài dữ vậy? Sao nó racing dữ vậy bà? Thế là chị em mình ngầu với Sim. Thế là lớn là tụi mình ngầu dữ người ta. Từ từ để xem coi có xe gì không. Ui, quá trời xe luôn. Đây Sim ơi, lên nè. Không che chị nghèo, lên xe chị đèo em ơi. Trời ơi. Trời ơi, xe gì đây? Xe. Wow. Ủa, sao tôi thấy xe nó không... Sao xe nó có bánh không vậy? Sao chị nhìn thấy xe? Sao tôi thấy xe nó có bánh không vậy? Đó, mẹ. Chị không biết chứ chị nhìn mình lỗi với xe không có bánh là chị chỉ nhìn thấy cái bánh này em ơi. Người ta bảo là xe là nó phải sơn cái màu chúng ta lên mới thể hiện là cái tinh thần của mình vô. Sao chị không sơn màu lên? Hay vậy, ok, bây giờ mình sẽ sơn màu xe lên nha các bạn. Rồi bắt Yare nằm ở đâu? Rồi bắt kem sát. Rồi bắt kem sát. Ăn kem Yare nằm ở đâu? Rồi bắt kem sát. Rồi bắt kem sát. Mấy mai thường xuyên thêm ngu đại như phần quà.
shop. Mua ạc Roblox và cày thuê giá rẻ vào ngay Roblox chấm shop nha. Ôi trời ơi bạn ơi, may quá tôi nhìn thấy cái xe bạn ơi, nãy có hai cái lốp xe hết hồn à, tưởng đi lấy xe mà được hai cái lốp xe tôi mày xiết đâu trời ơi, ủa xếp ơi, bây giờ làm là bây giờ em sụp đầu lên đi, bây giờ cái hai xe này chạc. Mình phải để cái góc nó đẹp hiểu không? À ok đó rồi xịt xịt lên xịt. Rồi xe gì? Wow, hai xe đẹp đĩa của mình à, đúng rồi cơ xin ơi, bây giờ lỡ lên phải làm gì? Tập lấy xe bạn ơi, trời ơi cái kỷ niệm quá trời kỷ niệm luôn đó. Có bạn nào tập lấy xe đạp lúc mấy tuổi đừng quên các bạn biết sao biết nha, còn riêng Sam Sam nhớ là như là cấp 1 rồi lớp 2 bạn ơi là tụi mình tập lấy xe đạp nha bạn. Đó, các bạn bao nhiêu tuổi đừng quên comment nha. Rồi bây giờ mình sẽ tập lái xe nha bạn đó. Tập lái xe. Ôi. Ôi cẩn thận nha Sim ơi, từ từ. Dạ. Bây giờ lát tôi là bông bông. Từ từ ôi. Ê, ủa qua đâu sao? Ê, cái chỗ này nguy hiểm nha, chỗ này nguy hiểm nha. Không, trời đừng có đi, nó đang dụ dỗ mình đó. Nó đang dụ dỗ mình á. Rồi, ê, từ mình đi ngang con Sim ơi, đây đi. Đó, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nó rú đầu xe đi, nó bắt đầu rồi. Trời ơi, nó bắt đầu Sim ơi, qua cẩn thận kia coi. Rồi, hai con Sim ơi, nó bắt đầu nè. Đó, nó bắt đầu. Ôi, trời. Ui, bên này khó, ui, bên này khó nha. Bên này, từ xuống lấy xe, tưởng tôi đang đi rồi đi đánh trận với bạn sao dữ vậy? Ê, sao qua được Sim ơi, mất xe rồi. Ê, cái này sao qua? Trời ơi, trời. Để tôi đập cái này luôn. Đó, ok, đi Sim đi chị. Ui, xe em xịt màu lên đây Sim ơi. Đó, xe phải có màu đi mới thích nha. Đó, ui, cẩn thận nha. Đây, cái này, gai này không hợp lý với bạn ơi. Đó, từ. Wow, cẩn thận nha Sim ơi. Ủa, em đâu rồi Sim, em đâu rồi? Em đang mới xuất phát à, trời. Rồi, chú cẩn thận. Đó, ôi, nghẹ quá. Ghê ta. Trời ơi, đó, đi xong xong chị là được rồi. Đó, đó. Sim ơi, ui, sao tôi còn vậy? Sao tôi còn luôn? Wow, trời ơi. Ai biết Sim ơi, trời ơi, sao vậy? Ui, đâu rồi? Ôi Sim ơi, cẩn thận nha, đoạn này, cẩn thận nha, đó, đừng làm hư xe nha, xe mình đất lắm, trời ơi, mình không có nhiều tiền mua xe đâu, Sim ơi, trời ơi, không đi được nữa là sao vậy, từ, rồi, à. làm gì lấy xe mà, xe hỏng rồi mọi người ơi, xe hết nhiên liệu rồi, trời ơi, Sim ơi, em đi xe hết xăng luôn, Sim ơi, trời ơi, không, xe nó gãy luôn mà. Em đi xe nó gãy luôn. Thôi cái rẹt luôn xem. Rồi đi nè. Rồi đi. Đó. Sao đánh này xem. Á, xe rồi, còn cái bánh xe bạn ơi. Trời ơi, trời buồn quá xem ơi. Xịt xe gì em từ. Xịt xe từ, chỗ này không đặt xe được, từ để tôi qua. Ui, rồi xem ơi, đặt xe. Đây, xe chị rồi. Xịt xe liền. Xịt liền, okay. xịt quá. Xịt rồi, ok. Ê từ, chỗ này nó nguy hiểm nha. Bà nói đi xe đâu mà mệt. Bắt đầu quá à. Em xe nữa hả? Ờ cẩn thận nha. Ê chỗ này khó. Ê bây giờ mình khôn đi. Mình đi về chỗ này khó. Mình làm này đi Sim đó. Ui hai giờ sao qua được vậy? Xe tôi. Ê chỗ này khó quá. Ui trời ơi, xe nó hỏng nữa. Trời ơi, tôi tức ghê. Xe hỏng ngoài xe chị chưa hỏng. Chưa hỏng. Trời ơi, chị có bằng lái xe mà. Đó, bạn nè, mình lại nhắc thêm. Mình lại nhắc thêm quá khứ với bạn. Nếu bạn không biết là hai chị em mình đều có bằng lái xe máy và bằng lái xe ô tô nha bạn. Đó, cho bạn được chú ý. Ê, cái gì vậy? Sao nổi? Nó khổ, từ xe gì nổi vậy trời. Ui. Rồi, yeah, rồi, qua bằng lái rồi. Trời ơi, rồi, xong. Được bằng lái xe máy rồi. Tôi đâu có ngờ là đi lái xe máy mà vừa qua này đâu. Tôi chết thì bằng lái xe máy là đi vòng số 8 chứ đâu đi này nữa bạn kỹ quá. Ui gì đây? Vòng số 8. Okay. Ủa trời ơi, bây giờ còn thi thể lực nữa trời. Ôi dữ vậy. Ê đây không sao. Được, chị được hết. Rồi, Sim ơi, qua đây. Sim, qua đây được. Cái này màu xám. Ui, được. Ấy da. Ui, từ, ui sao ui. Ê người tôi mình đồng giá sắt nó không làm với tôi đâu. Ui. Ê, có bị gì không ta? Từ từ để thử coi. Từ thôi. Rồi Sim ơi, nhảy qua Sim ơi. Ui giời. Ok. Chị thấy em rớt xuống chợ em có sao không? Đưa cho em có sao không rồi? Đã cho chị nghe chị tưởng. Chị hỏi em có sao? Em chắc có sao rồi. Ok chị hỏi là chị hỏi chị em có sao rồi. Ok rồi. Thế đi. Chị
Chị thích lát là chị sẽ thấy xác em ở dưới. Ok. Rồi ok, rồi okay. Chị qua đây rồi. Đó, wow. Trời ơi. Tính nói trưởng thành đúng mệt rồi. Có bạn nào thích làm người lớn, tôi đâu thích làm lớn, làm nít đúng khỏe đâu bạn ơi. Trời ơi, làm người lớn đúng khổ luôn á, làm cái gì không à. Mệt ghê luôn. Hey. Rồi. Xin mời lên đây Sim ơi. Hình như mạng này mang dành riêng cho chị hay sao, không có màu của em luôn em. Trời ơi trời. À trời nãy ơi, nãy nãy trừ nãy không có rồi. Có lợt có mọi người. Nãy đua xe là của em, còn bây giờ là bắt cua là của chị hiểu không? Nó bị nghi xanh lè kìa, hàng chi có thấy nghi nghi rồi. Trời ơi, quá trời luôn là lên Sim ơi. Đây lên núi nè. Đó. Mạng này tính ra còn dễ chán Sim ơi, mạng dùng dễ chán, mạng em mới khó kìa. Đó. Ok. Rồi. Rồi. Đó. Rồi ok. Rồi Sim coi trước em, mình nhường coi trước á. Đó là em tay. Ok. Cái này là canh nữa, này phải canh nữa. Cái này canh nữa, từ từ nha. Ok. Từ từ, hình như có gì đó sai sai đúng không ta? Ủa bình thường mà. Ủa gì vậy? Ủa không, từ từ ở trên kìa, chị thấy không? Ôi, ôi đây 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 nè. Quá trời đe luôn, trời đẹp bên cây. Ôi ghê hả? Mình phải canh, mình phải canh sao đây cho nó đẹp. Yeah, thấy chưa, dễ không? Quá dễ luôn. Rồi đây nha. Vô. Trời ơi, tao ơi xuất sắc luôn. Bây giờ đến thời khắc quan trọng, em biết chuẩn bị sắp gì chưa Sim? Chị không chờ à? Rồi bây giờ là cánh cửa cuối cùng nha, cánh cửa mà tụi mình thích nhất nha bạn. Bây giờ bay mà không cần nói gì nữa, let's go Sim ơi. Hoi chai hoi 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 hoi. Ê thấy sau lưng đẹp đẹp nha, thấy sau lưng đẹp đẹp nha, từ từ thử coi. Thần chân bạn ơi, trời ơi, tụi tôi chính thức cho mình hình này nha. Thôi ủa sao hình này cao thì Sim, không lẽ bây giờ chân dài thôi, kỳ luôn, tôi làm cái dài nó mệt quá. Cái này là cho mình độn vô nó mới cao hiểu không? Cái này á bạn ơi, cái này là độn cà kheo bạn. Đi đám cưới mà độn cà kheo dài vậy sợ. Ôi đẹp quá Sim ơi. Ơ chị cầm hoa. Ủa từ từ. Sim ơi, như trong hình này chị cầm hoa xanh đúng không? Từ từ. Từ từ. Hoa xanh đâu? Hoa xanh đâu? Đây 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 em, để em, để em. Ôi. Trong hình này biết vì sao tôi cầm hoa xanh không các bạn? Tại vì tôi là tôi cưới ai đó. Nói chung là màu xanh đó các bạn, cũng Simi là cầm hoa đỏ tại vì Sim đó cái màu đỏ đó bạn. Đừng quên cầm hình này. Ơi, Sim ơi em sẵn sàng chưa? Chị là chị ống đấy các bạn ơi. Trong cuộc sống mai rap là ai cũng không chờ cái khoảnh khắc này thôi bạn ơi. Trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn rồi. Chuẩn bị cho Sim vô nè. Bây giờ đám cưới mình là đám cưới, mình là cô dâu, mình đi phi nhẹ nhàng, bạn không thể nào lao vào được, mình mang váy mà đúng không? Đó bây giờ đi nha. Đúng rồi. Ok. Tưng 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 trái tim kìa, một nửa trái tim màu xanh, một nửa trái tim màu xám. À, tất quả chắc mấy bạn biết ai là chú rể, đừng quên cho mình bây giờ sao biết nha. Nói chung là tôi nghĩ chắc ai cũng biết chú rể like đúng không, đúng không Sim? Đúng rồi. Đi thôi, cả đây phải đi từ từ là đó. Trời ơi ta 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 gãy quá à. Nhưng mà không sao, bây giờ khoảng khắc đừng quay tới thôi, tại vì đây là cuộc sống trong mai rất hai chị mình mà đúng không? Trời ơi khoảng khắc là phải có thôi. Sim ơi let's go đi ta đẹp đó. Thì không biết hai ngày có bất ngờ khi hai chị em mình xinh dữ sợ luôn rồi. Mới công nhận nha, hai chị mình mặc váy cưới nhìn xinh gần chết luôn bạn ơi. Có bạn nào hai tụi mình xinh hay không, đừng quên cơ mà biết sao biết nghe, mặc váy cưới hay bị xinh nha. Rồi trời ơi trời, ước gì có ai vẽ fan art hai tụi mình nhỉ, có ai mà vẽ fan art hai tụi mình váy cưới, đừng quên đăng hữu con hay là đạo tiết các bạn nhớ vẽ nha. Tụi tôi thật lòng luôn á. Rồi ok nha. Này ủa dễ thương nhở. Wow trời trời, nhìn kìa. Ủa tới thằng Tài nhà cưới cho mình hả? Ủa kì vậy? Ủa kì vậy? Ủa kì vậy? Ủa trời ơi Sim ơi. Trời ơi Sim ơi, chị biết người hai này đúng rồi là không cần mấy cái đó rồi nha, người giả Sim ơi. Cái gì vậy trời ơi? Cái là gì? Thì ra hai người là người giả bao. Trời ơi hãy kì đó. Trời ơi giảm đánh em tôi á, giảm đánh em tôi á. Ủa gì à, đánh em tôi, hai người giảm đánh em tôi á. Trời ơi đó đây chị giảm biết cái mặt thấy ghê. Ui cái người này ghê quá Sim ơi, để chị cầm những cái bài đặt giả vô cốp Sim lấy vậy. Ui không biết người cầm giả thú. Trời ơi à, trời ơi, ủa sao cái gậy này tôi nhớ là gậy phải hạnh phúc nhất, sao tụi tôi mà đánh nhau vậy? Trời ơi cái gì vậy trời ơi, cái giả gọi là gì ta, người tụi tôi cưới hả? Trời ơi nghĩ sao vậy, đây là cài túi sao phòng cận châu vậy, phòng cận châu người chết ngay. Trời ơi thôi Sim ơi, cái ngày này tụi mình phải dịu dàng chứ Sim, sao tụi mình dữ vậy? Ê, vớt cái kiếm này ghê quá. Thật ra mấy bạn ơi, thật ra tụi mình không phải vậy đâu. Tụi mình rất là hiền dịu. Trời ơi, đâu tụi mình đâu phải là như
những người giữa tợ vậy đúng không? Trời ai mà cưới tụi mình là phúc ba đời nha bạn. Trời ơi, dịu hiền, biết nấu cơm, biết giặt giũ, biết nấu ăn nha bạn. Ôi, cái này là quá khứ thôi, ghê ghê. Cái này là chị ta chức mơ đó, không xin mấy bạn Thanh những cái là chức mơ nha. Chứ nghĩ sao mà Sam Sim mà dữ vậy? Trời ơi, bạn nào thấy Sam Sim hiền đừng quên cho mình nghĩ sao biết ra. Còn bây giờ mình nghĩ đây là cuộc sống trong mai đắp hai gia mình như thế này là các bạn thấy như thế nào? Đừng quên cho mình nghĩ sao biết nha. Còn bây giờ tạm biệt mấy bạn. Bye. Bye. Nhớ subscribe nha bạn. Còn nếu không mình sẽ chào mấy bạn đó. Bye. 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 Tôi thật sự rất là xấu xí. Và nếu các bạn muốn xem những video mới nhất của Sam, đừng quên nhìn vào bên trái màn hình sẽ có hai video mới nhất. Đừng quên xem nha, hơi hay luôn á, đừng có bỏ lỡ đó.